Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Trộm mộ. Câu thi Pháp Vương, bắt đầu bày sạp bán quỷ tỷ, Trần Tiêu ở Phan Gia Viên bày một quán, người tới cầm lấy một bình hoa hỏi thăm Trần Tiêu tán thưởng. Hảo nhãn lực. Bình hoa này là đông chu, 20 v đúc như thế nào? Khách hàng không nói gì. Đây là tuần trước, phía dưới còn viết nghĩa ô tạo. Vậy bức tranh này thế nào? Đường bá hổ vẽ đấy. Đường bá hổ nhà anh vẽ không biết hỏa vũ. Nói xong, khách hàng tức giận bỏ đi. Trần Tiêu lắc đầu, cầm lấy gia truyền bảo thư, câu linh phá thi mật lục, tiếp tục đọc, trong lòng thầm nghĩ, nếu như gặp phải đều là đồ thật không hỗn giả, chính mình cái này trọng mộ tứ đại thị tộc câu thi pháp vương hậu nhân, còn không bị nhìn thấu thân phận. Đang nghĩ ngợi, một cái toàn thân hắc y, tướng mạo dị thường tuấn Mỹ Nam tử ngồi sổng xuống, ở đông đảo hàng giả bên trong, tìm được một cái màu xanh sẫm ngọc tỷ hắn cầm trong tay hỏi trần tiêu huynh đệ thứ này ngươi từ đâu có được trần tiêu nhìn thẳng tiền nhân thản nhiên cười ngươi là nói cái quỷ tỷ này đúng không ngươi muốn ta có thể đưa ngươi nhưng là ngươi muốn dẫn ta đi thất tinh lỗ vương cung như thế nào trương khởi linh mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Câu thi Pháp Vương Hậu Nhân, Cầu Lai like. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Phan gia viên ngoài mặt được gọi là trung tâm giao dịch văn chơi đế đô, nhưng người hiểu nghề đều biết. Đế đô chính thức văn chơi giao dịch trung tâm, có hai cái. Một là chợ ma, một là khách sạn tân duyệt. Đương nhiên, Phan gia viên cũng rất lợi hại, nhưng dù sao cũng quá rõ ràng cho nên đồ bán tương đối thu liễm hơn nửa du khách nhiều hiện tượng bán hàng giả làm thịt khách rất nhiều trần tiêu từ ngày hôm qua bắt đầu mới chính thức bày sạp ở phan gia viên vị này làm một quầy hàng nhỏ bày đầy đất sau đó bắt chéo chân đọc sách ngồi bên cạnh cũng không nhìn sạp nhưng thường thường càng là tư thế này càng có thể hấp dẫn xem hàng bây giờ có một khách hàng tới ngồi xổm xuống nhìn qua nhìn lại những thứ trên sạp hắn cầm lấy bình hoa, tự hồ có hứng thú, Trần Tiêu cười nói. Tây Chu, thứ tốt. Khách hàng không nói gì. Tuần trước phải không? Phía dưới còn có dấu của Nghĩa Ô. Tây Chu Chu Văn Vương sẽ xem bói, cho nên tính ra tiểu thương phẩm Nghĩa Ô sau này vô địch cả nước, khác trước. Khách hàng. Hắn lại cầm lấy một bộ mỹ nữ đồ bên cạnh, Trần Tiêu cao hứng. Hiểu được. Thật sự. Người anh em, bút tích thật của đường bá hổ. Khách hàng đều muốn chửi đổng, chỉ vào bức tranh không biết hỏa vũ. Đường bá hổ nhà các anh vẽ xuân cung của cô ấy. Bất quá. Bức tranh này cũng không tệ lắm ha. Cuối cùng, bức tranh này được bán với giá 20 đô la, nhưng khi khách hàng đi, anh ta đã đắc ý một chút đồ chơi thật sự vẫn còn bày sạp ở đây à. Trần Tiêu nhìn người này đi xa thân ảnh, lắc đầu, thầm than. Chính mình không hiểu, còn nói ta đây không có đồ chơi thật. hắn liếc một cái vòng tay tầm thường bên cạnh bức họa vừa mới bán đi, thầm nghĩ hắn meo meo thỏa đáng minh khí đời hắn, người không biết nhìn hàng mà thôi. hắn khẽ lắc đầu, thầm nghĩ nếu như đều phải thật sự, không nghĩ, phan gia viên này liền nổ tung. bởi vì nhiều minh khí trâu bò như vậy cùng xuất hiện, rất dễ dàng bại lộ thân phận hậu nhân của pháp vương câu thi mình. câu thi pháp vương là một thị tộc trộm mộ, đều biết trọng mộ có bốn môn phái lớn mô kim phát khâu chuyển sơn tá lĩnh nhưng kỳ thật trọng mộ còn có tứ đại thị tộc ngoài trừ quan sơn thái bảo bộ tộc này ra cửu u tướng quân âm dương đoan công câu thi pháp vương cũng đồng dạng đứng trong đó mà trần tiêu chính là hậu nhân duy nhất của mạch câu thi pháp vương hiện nay mà chuyện này hắn cũng là vài ngày trước vừa mới biết được bởi vì ngay tại ba ngày trước hắn vừa xuyên qua đến nơi này xuyên đến đồng dạng gọi là trần tiêu người trên người đúng vậy hắn là cái xuyên việt giả ngay tại vài ngày trước tăng ca quá mệt mỏi đột tử sau đó liền xuyên qua mà xuyên đến đây về sau trần tiêu kỳ thật rất không nói gì bởi vì hắn phát hiện mình chỉ là xuyên qua đến một người bình thường trên người hơn nữa cũng không hệ thống cũng không bàn tay vàng gia đình cũng không trâu bò cha mẹ đều mất cô nhi một cái mà bộ thân thể này ký ức cũng là không trọn vẹn không đầy đủ hắn không nói gì a à, thầm nghĩ ngoại trừ cô nhi người này thiết lập phụ họa xuyên qua quy tắc không hợp những thứ khác đều không có nhưng may mắn chính là hắn phát hiện phòng ở tứ hợp viện mình ở sắp bị phá bỏ và dời đi nơi khác phải biết rằng phá đế đô tứ hợp viện đó là có không ít tiền tuy nói liền như vậy hai gian nhỏ nhưng là tiền tuyệt đối không thể thiếu hắn trao hứng vì thế cũng không làm hộ đóng đinh trực tiếp ký hiệp nghị chuẩn bị chuyển nhà mà ngay hôm trước lúc anh thu dọn phòng ngoài ý muốn phát hiện trong phòng này thậm chí có một cánh cửa ngầm hắn rất là tò mò mở cửa đi vào vừa nhìn liền choáng váng bên trong có một đống minh khí bảo bối a à. trần tiêu sở dĩ thoáng cái nhìn ra là minh khí đó là bởi vì hắn xuyên qua trước đó đó là phòng đấu giá bản thân học chính là giám định chuyên nghiệp hắn là thật không nghĩ tới nhà của mình còn cất giấu nhiều đồ chơi tốt như vậy mà sau đó hắn theo cửa ngầm bên trong lưu lại một ít tin tức rõ ràng tất cả hết thảy thì ra gia tộc của hắn cho tới nay chính là trộm mộ mà sống từ đời đường bắt đầu làm nghề trộm mộ câu thi pháp vương nhất mạch lấy hàng yêu trường ma làm nhiệm vụ của mình cung phụng chung quỳ làm tổ sư gia thế gian nơi nào có yêu vật thi hoạn liền đi nơi đó trấn áp nhưng bởi vì sau khi trấn áp thành công thường thường lấy hết tài vật trong mộ bởi vậy bị quy vào nghề trộm mộ nhưng bản lĩnh trấn hung đồ quỷ coi như là vì dân chúng trừ hại, bởi vậy thế thụ Hoàng Phong, xem như là gia tộc trọng mộ được chính phủ công nhận, bất quá cũng sẽ không đặc biệt công khai. Mà mạch trần tiêu này, chính là huyết mạch chính thống câu thi Pháp Vương, có gia truyền bảo thư câu linh phá thi mật lục. Quyển sách này cùng 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật kia công dụng không nhiều lắm, bên trong ghi lại câu thi Pháp Vương tất cả đối phó thi thể ác vật thủ đoạn. Hơn nữa cũng ghi lại bộ tộc này hạ qua vô số hung mộ. Vì thế Trần Tiêu cũng không nói nhảm, trong lòng tự nhủ gia truyền chẳng phải là phải tiện nghi ta sao. Bởi vậy, hắn cầm một đống minh khí, trực tiếp phan gia viên bày sạp, sợ Trương Dương, bởi vậy không biết từ đâu vào một đống lớn hàng giả lẫn lộn bán. Mà mình, cứ như vậy một bên học tập câu linh phá thi mật lục, một bên bày sạp kiếm chút tiền. Mà Trần Tiêu vì ngụy trang, cũng đem quyển sách này một lần nữa bao bìa sách. Giờ phút này Trần Tiêu thấy người mua đi rồi, lần thứ hai nhàn nhã lật xem câu linh phá thi mật lục, người ngoài nhìn không ra, chỉ có thể từ bố nhĩ mã trên bìa sách nhìn ra, vị này tựa hồ là một lông châu mê. Trần Tiêu đối với sách này rất là si mê, cho nên một lần không có quá để ý mới tới một cái khách hàng, cho rằng lại là cái không hiểu được. Mà khách hàng này, hiển nhiên cũng không có cảm thấy hứng thú với những thứ khác chỉ là nhìn chầm chầm vào một góc không bắt mắt phía sau quán. Ở đó, có một con dấu nhìn bẩn thiểu màu xanh sẫm. Bởi vì rất bẩn, cũng không thể xác định là chất liệu gì, nhưng nam tử này lại cực kỳ để ý. Hắn trực tiếp đưa tay chuẩn bị đi lấy, nhưng ngay lúc đưa tay đến một nửa, Trần Tiêu chú ý tới, trực tiếp dùng sách chặn tay nam tử này. Trần Tiêu nhàn nhạt cười. Huynh đệ, những thứ khác ngươi tùy tiện cầm, tùy tiện nhìn, đồ chơi kia cầm đi tôi sợ anh không chịu nổi bởi vì vật kia không phải người ta dùng đó là cho quỷ sử nam tử nghe xong trì trệ sau đó ngẩng đầu mà trần tiêu cũng thấy rõ tướng mạo người này nam tử này dung mạo tuấn vật tiêu sái khí chất nhạt ra hồng trần có một đôi mắt lạnh nhạt như nước mà ngay sau khi hắn xem qua tướng mạo lại nhìn hai ngón tay thon dài vô cùng mà mình dùng sách ngăn trở trong lòng trần tiêu tựa hồ đã đoán được người này là ai sau đó thản nhiên cười ngoài miệng không nói nhưng trong lòng thầm nghĩ nên tới rồi sẽ tới xem ra ta bày sạp lựa chọn không sai cuối cùng em cũng đợi được anh trương khải linh ts cầu hoa cầu phiếu cầu tất cả sách mới xuất phát ngày đầu tiên số liệu rất là trọng yếu hy vọng độc giả các đại thần đem trong tay giàu có hoa cùng phiếu bỏ một phiếu không có tiền và vé để bình luận cũng được quỳ tạ ơn chương không hai Luyện thi gia tộc. Lấy thi phá thi, cầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đúng vậy, người tới chính là tiểu ca Trương Khải Linh. Trần Tiêu Kiếp trước đam mê đạo mộ văn, bởi vậy đối với quỷ đăng cùng đạo bút đều rất là quen thuộc, về phần nhân vật nổi tiếng Trương Khải Linh tự nhiên đó là hiểu rõ. Mà Trần Tiêu Sở Dĩ nói mình đang chờ hắn, kỳ thật cũng là có duyên cớ. Lúc trước đã nói qua, trong cửa ngầm đồ tốt không ít Trần Tiêu tự nhiên muốn lần lượt đi xem. Sau khi xem xong cái này sản khoái a, à, những thứ đồ chơi này đều bán, chính mình phỏng chừng giá trị con người không có một ức, sáu bảy ngàn vạn cũng là ổn. Bất quá, ở trong đông đảo thú vui, lại có một thứ hắn không nắm chắc, chính là bảo ấn bẩn thiểu kia. Hắn không nhìn ra đây là đồ chơi gì, triều đại nào. Nhưng khi hắn chính thức đặt bảo ấn này trong tay, đột nhiên trong đầu hắn vang lên thanh âm chờ mong đã lâu. Đinh chúc mừng chủ ký sinh thành công tiếp xúc quỷ tỷ, bởi vậy đạt thành điều kiện kích hoạt hệ thống. Trần tiêu thoáng cái liền bối rối. Là hệ thống. Hệ thống được chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng đã đến. Hơn nữa trần tiêu cũng từ trong hệ thống hiểu được, hợp lại cái này bẩn thiểu đồ vật, dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh quỷ tỷ A. Thứ này lão tổ tông bọn họ từ đâu lấy được? Chẳng lẽ bọn họ đã đi qua thanh đồng môn? bất quá hắn hiện tại cũng không nghĩ những thứ này, mà là nghe hệ thống tiếp tục giảng đạo. Bản hệ thống tên là Đạo Mộ Hồn Linh Hệ Thống, ký chủ cần ta giảng giải một chút sao? Đương nhiên là cần. Bản hệ thống sẽ căn cứ ký chủ kinh nghiệm, định kỳ tuyên bố đặc thù một loạt nhiệm vụ, ký chủ có thể lựa chọn hoàn thành loại nhiệm vụ nào, sau khi hoàn thành có thể đạt được nhiệm vụ này ban thưởng. Mà phần thưởng này chia làm phần thưởng hồn linh và vật phẩm năng lực năng lực vật phẩm rất dễ lý giải, chính là một ít trọng mộ kỹ năng cùng bản lĩnh, vật phẩm chính là một ít trân quý trọng mộ dụng cụ cùng với vũ khí mà phần thưởng hồn linh, chính là hoàn chỉnh hồn linh của nhân vật cực kỳ lợi hại khi còn sống, sau khi chủ ký sinh đạt được, có thể cung cấp cho ngươi sai khiến. Ký chủ, ta nghĩ sau này ngươi sẽ hiểu được tầm quan trọng của phần thưởng này. Lúc ấy Trần Tiêu thật sự không rõ hồn linh ban thưởng có ích lợi gì nhưng là ngay tại hắn qua đi đơn giản lật xem kia gia truyền bảo thư về sau, mới biết được cái này ban thưởng cỡ nào ngưu bức. Câu thi pháp vương nhất mạch này, thủ đoạn đối phó yêu vật thi hoạn rất là khác loại, chính là lấy thi phá thi. Thi hoạn trong mộ ngươi có lợi hại hơn nữa, ta đây liền luyện ra cương thi so với ngươi còn lợi hại hơn đối phó ngươi, cho nên trong câu linh phá thi mật lục có rất nhiều phương pháp luyện thi, cùng với phương pháp thao tác thi thể. Mà loại phương pháp này, chính là lấy ra cái khác một ít vừa chết không lâu người linh hồn bám vào luyện chế đặc thù thi thể trên người lại tiến hành khống chế nhưng tuy nói là người vừa mới chết không lâu nhưng dù sao hồn linh ba hồn sáu phách không được đầy đủ cho nên thi thể luyện chế tuy rằng có thể khống chế nhưng không có ý thức và ký ức khi còn sống thời gian lâu dài sẽ dễ dàng không khống chế được mà ham chết nhưng là trần tiêu cái này muốn có hoàn chỉnh hồn linh hơn nữa còn là ngưu bức nhân vật hồn đây chẳng phải là có thể luyện ra cương thi đặc thù có thân thể cường hãn lại có ý thức của người khi còn sống sao? Trần Tiêu ngẫm lại đều sảng khoái, nhất là tại liên tưởng đến hệ thống cho hắn hạ phát cái thứ nhất nhiệm vụ sau, hắn càng phát ra cảm thấy hệ thống khen thưởng rất ngưu bức. Hệ thống cho hắn cái thứ nhất nhiệm vụ là Cùng Trương Khải Linh đạt thành nhận thức chung, cùng đi hướng thất tinh lỗ vương cung, đến hạt dưa miếu, phần thưởng nhiệm vụ. Hồng Linh đầy đủ tả thiên hộ, nhiệm vụ thứ hai tới thất tinh lỗ vương cung, thành công bắt được huyết thi phần thưởng nhiệm vụ. Linh hồn đầy đủ, nhiệm vụ thứ ba. Chế tạo phục tướng hồng giáp phần thưởng nhiệm vụ. Trương Tam Liên tử hoàn chỉnh hồn linh. Ba nhiệm vụ này không ảnh hưởng lẫn nhau, hoàn thành cái nào lấy cái đó ban thưởng, nói cách khác Trần Tiêu trực tiếp làm nhiệm vụ thứ hai cũng được, dù sao biết thất tinh lỗ vương cung ở đâu, chính mình đi cái kia bắt huyết thi không phải cũng có thể sao nhưng trần tiêu cũng không làm lựa chọn đề hắn tất cả đều muốn hắn muốn cùng trương khải linh đi đến thất tinh lỗ vương cung sau đó bắt được huyết thi cuối cùng luyện thành một loại cương thi phục tướng hồng giáp khó luyện nhất trong câu linh phá thi mật lục mà hoàn thành những thứ này hồn linh ba nhân vật trâu bò cũng tới tay trong lòng hắn lúc ấy liền tính toán nhưng mà biển người mênh mông đi đâu tìm tiểu ca đây đó là một vấn đề lớn a à? mà đúng lúc này hắn lại nhớ tới chính mình nguyên lai có quỷ tỷ bảo bối như vậy. Vì thế vị này vốn định bày sạp bán minh khí, liền trực tiếp đem quỷ tỷ thả lên. Hắn nghĩ thầm, cái quỷ tỷ này đồ chơi, có thể xem hiểu hàng phỏng chừng không phải cửu môn mấy lão gia hỏa kia, vậy cũng chỉ có thể là Trương Khải Linh bản chủ. Lỡ gặp thì sao? Đúng không? Không nghĩ tới, dự cảm của hắn thật đúng, thật đúng là gặp được. Giờ phút này, trần tiêu dùng sách ngăn cản tay tiểu ca mà tiểu ca ngẩng đầu nhìn hắn một cái hiển nhiên đối với lời hắn nói lúc trước rất là để ý ngươi biết đây là vật gì tiểu ca hỏi nói rồi ngươi không dùng được tự nhiên thứ này dính chữ quỷ trần tiêu trong lời nói có hàm ý cũng thoáng cái chỉ ra quỷ tỷ này tự mình biết tên tiểu ca hơi thu tay lại ánh mắt bình thản lúc trước lộ ra ánh sáng nhạt sắc bén ngươi là ai Trần Tiêu một chút cũng không quan tâm. Nói thật, đồ chơi này gia truyền. Về phần ta là ai, nơi này không tiện nói, tự nhiên. Nơi này cũng không tiện nói ngươi là ai. Nói xong, Trần Tiêu đem quỷ tỷ bỏ vào trong ngực, ngay sau đó bắt đầu dọn quán, mà hắn vừa dọn quán vừa nói. Bởi vì cái gọi là có bằng hữu từ phương xa đến, không ăn lẩu sao? Phía sau con phố kia nhúng thịt cái kia địa đạo, huynh đệ nếu muốn ta trong ngực đồ chơi này, mời ta ăn một bữa nhúng thịt dê. Không quá đáng chứ. Đến nơi đó, chắc hẳn chúng ta cái gì cũng dễ nói chuyện nhỉ. Chương không ba Đạt tới chung nhận thức Cùng dò xét mộ, cầu tươi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không phải trần tiêu keo kiệt, mà là tiền phá bỏ và dời đi nơi khác còn chưa xuống, hai ngày nay lại không bán được bao nhiêu đồ chơi tốt, tự nhiên không có tiền, cho nên vẫn là tiểu ca mời khách thích hợp. Giờ phút này, quán thịt nhúng ở ngõ sau, Trần Tiêu đang ăn miếng thịt mà tiểu ca cứ như vậy không nói lời nào nhìn hắn, đợi đến khi Trần Tiêu ăn kém không nhiều lắm, tiểu ca rốt cục mở miệng. "Đến lúc em nói gì đó rồi chứ?" Trần Tiêu cũng không nói nhảm, trực tiếp đặt quỷ tỷ lên bàn. "Huynh đệ, ngươi đã coi trọng đồ chơi này, cũng không phải nói không thể cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta mấy điều kiện." Tiểu Ca lại không thuận theo lời hắn nói, thẳng nhiên nói một câu. Ngươi biết đây là vật gì không? Trần Tiêu trong lòng nói xem ta biên như thế nào đi, nói. Tổ truyền xuống, nói là cùng quỷ dính dáng, người không dùng được. Vậy xem như vậy, liền gọi quỷ tỷ được rồi, nhưng cụ thể tác dụng gì, ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Nhưng tổ tiên nói, đồ chơi này rất quý giá, hơn nữa nếu có người coi trọng đồ chơi này, vậy nói rõ làm nhất định là mua bán trọng mộ tiểu ca nửa tin nửa ngờ nhưng sắc mặt dần dần lạnh lùng nếu đã biết đây là thứ quý giá tại sao trực tiếp bày ra ngoài sẽ không sợ có người cướp sao trần tiêu ha hả cười muốn cướp thì cướp đi mời tiểu ca trì trệ sau đó nhìn kỹ quỷ tỷ lập tức khẽ nhíu mày trên quỷ tỷ bị ngươi bôi đồ hảo nhãn lực trần tiêu cười lập tức nâng quỷ tỳ lên nói. Gia truyền một loại dầu thi, gọi là dầu thi liệt tranh, đồ chơi này cũng rất bảo bối, bồi ở trên đồ vật, người nếu đụng vào, không bao lâu sẽ tinh thần thác loạn. Không tin, người có thể nhìn xem, nhưng tốt nhất đừng đụng vào, thứ này độc lợi hại, cho dù có người bách độc bất xâm, cũng tốt nhất đừng đụng vào nó. Cái này, bách độc bất xâm, bốn chữ vừa ra, tiểu ca sắc mặt đột biến. Ngươi biết ta. Đệ nhất gặp. Trần Tiêu tiếp tục biên soạn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tiêu. Ngươi sở trường chạm vào, như thế nào không có việc gì. Nói như vậy đi, đồ chơi này, cho dù không có độc ngươi cầm đi cũng vô dụng, dầu thi này tính biệt kín vô cùng tốt. Cái gì bảo bối đồ chơi bị hắn bôi, cơ bản cũng đều mất đi hiệu dụng, không tin. Anh có thể xem. Mà người duy nhất có thể trừ đi thi dầu này, trước mắt hình như chỉ có ta là được tiểu ca nhìn kỹ quỷ tỷ này, hơn 10 giây sau, hắn gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ lời Trần Tiêu nói không sai, bởi vì quỷ tỷ này tự hồ thật sự bị phong ấn. Lúc này, tiểu ca thập phần nghiêm túc nhìn về phía Trần Tiêu, hỏi. Ngươi đến tột cùng là ai? Được rồi, ta gọi Trần Tiêu, tổ tiên cũng là làm đổ đấu nghề, câu thi pháp vương hậu nhân, những thủ đoạn nhỏ này, đều là gia truyền, chê cười. Ngươi thì sao? Tôi tên là Trương Khải Linh, trong nghề đều gọi tôi là cầm điếc trần tiêu vừa nghe giới thiệu thật đúng là ngắn gọn a à, ngược lại không gạt ta tiểu ca rất trực tiếp quỷ tỷ này em muốn điều kiện anh vừa nói em muốn nghe một chút trần tiêu cười nói thẳng như vậy đi ta cũng là mới vừa học gia truyền chi thuật không lâu mà gia truyền chi thuật bên trong có một loại luyện thi chi pháp cần dùng đến đặc thù thi thể cái này ta liền nghĩ chính mình nếu chưa từng xuống mộ liền tìm chút đạo mộ lão luyện thủ mang theo đi tìm chút tốt thi thể đến cho nên điều kiện của ta đặc biệt đơn giản chính là ngươi mang theo ta xuống mộ chỉ cần tìm được thi thể thích hợp ta luyện thi hơn nữa giúp ta mang về quỷ tỷ này ta liền phá thi dầu cho ngươi lấy đi như thế nào tiểu ca có chút không tin đơn giản như vậy chính là đơn giản như vậy tiểu ca chần chờ một chút sau đó trực tiếp đứng dậy ném tiền cơm tính tiền lên bàn sau đó xoay người, mà ngay sau khi xoay người nói. Ba ngày sau ta sẽ tìm ngươi, sau đó theo ta đi sơn đông lâm nghi, bên kia có cái hạt dưa miếu, có người tìm ta kẹp lạc ma, ta nghĩ. Nơi đó hẳn là có thứ ngươi muốn. Nói xong, trực tiếp rời đi. Trần Tiêu nghe xong trong lòng kích động. Sơn Đông Lâm Nghi. Miếu hạt dưa. Đó không phải là thất tinh lỗ vương cung sao. Hắn cũng không nói nhảm, cầm tiền trên bàn thanh toán, sau đó cất quỷ tỷ trực tiếp trở về nhà. Ba ngày sau, tiểu ca đúng giờ tìm được Trần Tiêu, sau đó xuất phát đi đến Lâm Nghi, mà đến miếu hạt dưa Lâm Nghi chính là chuyện của ngày thứ tư. Bởi vì miếu hạt dưa này vốn nằm ở nơi tương đối hẻo lánh của Lâm Nghi, mà lần này cùng với chỗ giáp lạc ma định ra, lại càng lệch, là ở miếu hạt dưa cách đó 100 km về phía tây. Mà nơi này, hình dung như thế nào đây, cũng thật sự chỉ là một nơi, giao thông thập phần bất tiện thật sự là sau mấy phen trắc trở mới rốt cục một nơi nhìn qua còn có chút dạng gặp được giáp lạc ma giả cũng chính là người phụ trách cục trọng mộ lần này mà người này nhìn thấy tiểu ca tới rất là cao hứng cười đi tới thế nhưng nhìn thấy trần tiêu phía sau tiểu ca lập tức tính cảnh giác hắn nhẹ giọng hỏi ách ba huynh đệ ta nhớ rõ ta chỉ tìm một mình ngươi đến a à, vị này là tiểu ca nói thẳng Hắn cũng làm nghề này, có chút thủ đoạn, lần này làm trợ thủ của tôi, chúng ta ra hai người, lấy một phần tiền. Lời này nói xong, người kẹp lạc ma này cũng không thể nói thêm gì nữa, dù sao kẹp lạc ma lợi ích làm đầu, nếu nhiều người một người, lợi ích không thay đổi, cũng không có gì. Lập tức trên mặt hắn lại khôi phục nụ cười, vươn tay về phía Trần Tiêu. Xin chào, tôi là Ngô Tam Sinh, xin hỏi các hạ họ gì tên cao? Chương 04 dùng cái nào luyện thi càng thích hợp đâu bạn đang nghe tại truyện chấm audio trần tiêu kỳ thật sớm biết vị này chính là ngô tam sinh nhưng nên giả bộ vẫn phải giả bộ một chút lập tức ứng phó nói tôi tên là trần tiêu lúc trước từng kẹp lạc ma phương bắc chúng ta không có từ lạc ma đều là đại đấu đổ cục đây coi như là một cái nghề nói cho nên ngô tam sinh vừa nghe trong lòng tự nhủ xem ý tứ thật đúng là đã xuống mộ lập tức liền càng yên tâm một ít lập tức hắn bắt đầu giới thiệu đồng đội cùng xuống mộ lần này không có hắn vẫn là phan tử cùng đại khuê trần tiêu nhìn phan tử cảm thấy vị này so với trong sách viết ngược lại càng thêm tinh hãn mà ngay sau khi giới thiệu lẫn nhau xong ở phía sau bọn họ một nam tử hơi lộ vẻ non nớt nhưng là rất có từ tính thanh âm hô chú ba bên này có xe bò tới nói là chú thuê chẳng lẽ lộ trình phía sau chúng ta thật sự phải ngồi xe bò sao trần tiêu cùng tiểu ca hướng bên kia nhìn lại bên kia kêu gọi đầu hàng tự nhiên chính là ngô thiên chân vị này hiển nhiên đối với ngồi xe bò có chút kháng cự nhưng con đường phía sau nhất định phải ngồi xe bò bởi vì ô tô căn bản không lái được đường cực kỳ khó đi trần tiêu cũng là bị cái này xe bò lăn qua lăn lại quá sức đến địa phương xuống xe bò thân thể đều nhanh giải tán tiểu ca thân thể không tệ ngược lại không có việc gì thiên chân cũng sắp giải tán thấy được địa phương nhanh chóng nhìn chung quanh muốn tìm phương tiện giao thông phía sau nhưng không có gì cả chỉ có một con chó đi tới chơi rất vui vẻ với người dẫn đường chú ba mời đến kéo xe bò thiên chân trực tiếp không nói gì ta nói đừng cáo ta phía sau chúng ta muốn cưỡi con chó này qua sông a phía trước là một con sông lớn nhưng thật sự một chiếc thuyền cũng không có người đánh xe vội vàng giải thích không thể con chó này dùng để báo tin có người muốn qua sông thì cứ để nó báo tin là được. Đi thôi lừa đảng đảng. Nói xong, con chó này thật đúng là nghe hiểu, trực tiếp nhảy xuống sông, thật đúng là bơi lội qua sông. Ngay thơ nhìn đến choáng váng. Trần Tiêu trực tiếp đi tới bên người thiên chân, tự nhiên quen thuộc nói một câu. Chó đào kỳ thật tốc độ không chậm. Ngay thơ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Quả nhiên, không lâu sau con chó đã bơi trở lại, nhưng thuyền lại không có mọi người nghi hoặc phu xe lại giải thích hắn nói vùng này chỉ có một người chèo thuyền có thể kéo người qua sông cho nên tự nhiên phải sắp xếp theo thời gian của hắn mọi người không hiểu người đánh xe liền giải thích nói cái vũng nước phía trước người bình thường không qua được bởi vì nói bên trong có thứ không sạch sẽ nhưng người chèo thuyền động kia đi qua lại không thành vấn đề bởi vì nói người chèo thuyền xuất thân đặc thù cho nên đồ bẩn trong động không dính vào hắn bởi vậy mới làm nghề này mọi người nửa tin nửa ngờ mà trần tiêu biết nội dung vở kịch trong lòng nghĩ đến đây căn bản là nói bậy a à, thế nhưng cố ý cái gì cũng không nói hơn nửa giờ sau bên kia sông rốt cục tới mấy chiếc thuyền nhỏ mấy chiếc thuyền nhỏ này nối liền với nhau người chèo thuyền chỉ có một người nhìn tướng mạo một khuôn mặt mẹ chết ngược lại rất phù hợp miêu tả của phu xe sau khi thuyền dừng lại mọi người đem hành lý thả lên thuyền nhưng phan tử cùng ngô tam sinh nhìn nhau sau đó từ trong rất nhiều hành lý đem túi có trang bị đeo lên người lúc này ngô tam sinh lặng lẽ đi tới trần tiêu bên này thiên chân cũng ở chỗ này nhỏ giọng nói lão nhân này có chút vấn đề chú ý một chút hắn lập tức nhìn trần tiêu trần tiêu rất là bình thản chỉ chỉ ba lô của mình ý là mình đề phòng ngô tam sinh giơ ngón tay cái lên tiếp theo liền rời đi thiên chân sửng sốt lão đầu có vấn đề trần tiêu liếc hắn một cái thầm nghĩ ngươi con mẹ nó quả nhiên rất ngây thơ a à. lão già này nếu không có vấn đề thì có ma trước không nói trần tiêu biết nội dung vở kịch sự tình chính là bình thường chạy giang hồ nghe xong vừa rồi lão đầu kia phen nói bậy cũng phải có chút cảnh giác tâm vị này ngược lại tốt cái gì cũng không quan tâm trần tiêu cũng mặc kệ hắn trực tiếp cùng tiểu ca lên thuyền mọi người cùng thuyền đi về phía trước ngay từ đầu vẫn là dọc theo sông tiến lên đừng nói cảnh sát còn hơi có chút mỹ cảm nhưng khi sắp đến động nước người chèo thuyền cuối cùng cũng lên tiếng chờ một chút phía trước phải qua một cái thủy động lúc ở trong động mấy vị xin ngàn vạn lần nhỏ giọng nói chuyện không nên nhìn trong nước đặc biệt là không nên nói xấu sơn thần gia lời này nói xong liền vào động mà đám người ngô tam sinh bắt đầu dùng tiếng hàng châu trao đổi trần tiêu tự nhiên nghe không hiểu nhưng xem ý tứ kia là muốn đề phòng bị âm mà tiểu ca hiển nhiên cũng là đối với nơi này trong lòng còn băn khoăn biết đây là một nơi giết người cướp của hắn dùng thanh âm thấp không thể nghe thấy nói với trần tiêu lát nữa phải cẩn thận gấp bội người chèo thuyền này cùng người đánh xe phía sau kia vấn đề rất lớn có thể sẽ xảy ra chuyện trần tiêu thâm ý cười không nói gì nhưng trong lòng cười lạnh hắn đương nhiên biết phải xảy ra chuyện dù sao cũng là xem qua tiểu thuyết hai vị cường đạo giết người cướp của này mà sở dĩ trần tiêu biết còn không cùng người khác nói hơn nữa còn cùng bọn họ cùng nhau tiến vào nguyên nhân chính là cái này phu thuyền cùng phu xe đánh trần tiêu đọc tiểu thuyết lúc liền cảm thấy xem bọn họ khó chịu lần này các ngươi không phải muốn giết người cướp của sao trùng hợp ta trần tiêu còn thiếu thi thể luyện thi đâu có này hai cái lãng hàng đưa tới cửa vậy không thu thiên lý khó dung a à? vì thế trần tiêu len lén liếc người chèo thuyền và người đánh xe phía sau một cái trong lòng tính toán rốt cuộc dùng cái nào luyện thi sau đó thả lên hệ thống cho ta tả thiên hộ hồn linh thích hợp hơn ps cầu hoa cầu phiếu cầu tất cả sách mới xuất phát ngày đầu tiên số liệu rất là trọng yếu hy vọng độc giả các đại thần đem trong tay giàu có hoa cùng phiếu bỏ một phiếu không có tiền và vé để bình luận cũng được quỳ tạ ơn. Chương không năm. Đầu người nói chuyện, cầu hoa tư phiếu đánh giá. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Từ sau khi Trần Tiêu cùng Tiểu Ca tới miếu hạt dưa, phần thưởng của hệ thống liền lập tức đúng chỗ, bỏ vào trong kho hệ thống của hắn, chỉ cần hắn muốn sử dụng là có thể lấy ra. Mà phần thưởng này chính là hồn linh đầy đủ của tả thiên hộ, có thể có người không biết tả thiên hộ là ai, nhưng Trần Tiêu rất rõ ràng bởi vì hắn cũng thích xem phim mà tả thiên hộ này chính là một nhân vật trong thiến nữ u hồn hai là một tướng quân cổ đại được xưng là người đầu tiên trừ ma vật lý giá trị vũ lực rất mạnh ngay từ đầu kỳ thật trần tiêu cũng buồn bực làm sao có thể cho nhân vật trong phim hồn nhưng sau đó liền nghĩ thông suốt tiểu ca này trạm gác gì gì đó chẳng phải cũng không phải là nhân vật trong tiểu thuyết điện ảnh sao trong lòng hắn cao hứng trong lòng nói đã có hồn linh lại muốn đi đến thất tinh lỗ vương cung hung hiểm vậy tốt nhất vẫn là có chút hảo gia phòng thân mới tốt mà đối với bọn hắn câu thi pháp vương mà nói tốt nhất phòng thân gia hỏa tự nhiên chính là luyện thi luyện ra một cương thi có thể hành tẩu công kích không sợ đau đớn hơn nữa nghe theo mình nhưng luyện thi phải có thi thể ngươi bảo trần tiêu ngay từ đầu lấy đi đâu không nghĩ tới a à, trần tiêu đang lo lắng hai người này liền đưa tới cửa cho nên tình huống hiện tại đối với những người khác mà nói chưa chắc là chuyện tốt nhưng trần tiêu cầu còn không được hiện tại thiếu chút nữa vui vẻ ra tiếng nhưng là phía sau này hắn meo meo thuyền lão đại lái thuyền liền cùng chơi trôi giạt giống nhau khiến cho tất cả mọi người rất là khó chịu hơn nữa cái động này mới vừa đi vào đoạn kia còn rất sáng nhưng là đi vào bên trong tối đen vô cùng mọi người chỉ có thể mở ra đèn mỏ bọn ngô tam sinh kinh nghiệm phong phú phan tử dùng đèn chiếu một cái rõ ràng cảm giác nơi này tựa hồ là một đạo động ngô tam sinh đưa tay sờ vách động vẻ mặt nghi hoặc đúng là đạo động cổ viên gần phương đã không ít năm rồi người chèo thuyền không lưng một hơi quỳ gối ở đầu thuyền một tay chống sào từng chút một vạch xen vào nói à vị này xem ra có chút lai lịch nói không sai bọn ta hiện tại qua ngọn núi này liền gọi là ngũ mộ lĩnh trước kia truyền xuống nói cái này cả ngọn núi A, kỳ thật là tòa cổ mộ, phụ cận này lớn nhỏ động nước còn có không ít. Ồ, xem ra anh cũng là một chuyên gia mà Ngô Tam sinh khách khí đưa điếu thuốc qua. Hắn lắc lắc, nói. Cái gì mà chuyên gia, ta cũng nghe những người trước kia tới nơi này nói. Nghe nhiều, cũng có thể nói hai câu, cũng chỉ biết chút dễ hiểu như vậy. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói ta là chuyên gia. Mà đúng lúc này, tiểu ca đột nhiên khoát tay, nhẹ giọng kêu lên đừng nói nghe phía trước có âm thanh mọi người lập tức áp thanh cẩn thận nghe xong phía trước tựa hồ thật sự có tinh tế vỡ vụn thanh âm truyền đến giống như là rất nhiều người thậm chí không phải tiếng thì thầm của con người mọi người nghi hoặc lập tức vừa mới chuẩn bị hỏi cái gì phan tử đột nhiên hô mẹ nó thuyền trưởng mất rồi đại khuê quay đầu nhìn phu xe cũng không có nhưng hành lý của chúng ta vẫn còn. Thiên chân nhìn tiểu ca bên này. Chúng ta cũng thiếu người, cái tên Trần Tiêu kia không còn. Ba tiếng này hô xong, lập tức trên thuyền liền náo nhiệt, mọi người vội vàng dùng đèn chiếu sáng, bởi vì sợ dẫn tới thứ gì đó, cũng không dám lớn tiếng kêu to, chỉ là dùng đèn chiếu qua chiếu lại, tìm kiếm. Nhưng bức ảnh này lại thật sự phát hiện ra thứ kỳ quái. Bởi vì ở dưới đáy nước này, tự hồ có thứ gì đó cứ tới tới lui lui xem ra tựa hồ như là thủy quỷ đại khuê trực tiếp kêu lên một tiếng má ơi đồ chơi gì vậy tất cả mọi người nhìn xuống dưới cũng quả thực hoảng sợ mà tiểu ca lại trực tiếp nói cho mọi người đừng hoảng hốt lập tức nhắc tới hai ngón tay siêu dài kia của hắn nhắm ngay dưới nước trực tiếp cắm vào sau đó nhắc tới chỉ nghe vèo một tiếng một cái không biết đồ chơi gì bị hắn kẹp lên sau đó bỏ lại phía sau đây là một con sâu lớn đen thui hắn ném con sâu này lên bông tàu nói không cần hoảng hốt vừa rồi là thứ này mọi người nhìn lại ngay từ đầu còn tưởng rằng là long chí nhưng là sau đó ngô tam sinh nhìn kỹ về sau nói ra con mẹ nó này không phải long chí đây là thi ba ba loại côn trùng này ăn thịt thối nơi có vật chết thì đặc biệt nhiều ăn ngon thì lớn xem ra thượng du này khẳng định có một khối đất tích thi hơn nửa diện tích còn không nhỏ. Ngô Tam Sinh nhìn cái động tối đen như mực. Thứ này ăn thịt người sao? Đại Khuê có chút sợ hãi. Ngô Tam Sinh trực tiếp hô lên. Thịt người chết đều ăn, thịt người sống có thể không thích sao? Cẩn thận. Mọi người vừa nghe đều không dám tùy ý đi lại, chỉ ở trên thuyền ngây ngốc. Nhưng đây cũng không phải biện pháp, một là không có biện pháp đi tới, hơn nữa chính là Trần Tiêu không biết đi nơi nào trong lòng cũng hơi có chút lo lắng mà đúng lúc này đột nhiên trong lúc đó trong nước tựa hồ có thứ gì đó đang nổi lên phan tử tinh mắt trực tiếp dùng đèn tin chiếu vào chỗ đó mau nhìn bên kia hình như là người mọi người nghe xong cũng hướng bên kia nhìn lại quả nhiên dưới nước thật chậm rãi hiện ra một người đầu lập tức người này nửa đoạn thân thể cũng lộ ra mọi người vừa nhìn dĩ nhiên là thuyền phu chỉ bất quá cái này thuyền phu mặt không huyết sắc, dưới cổ còn có một đạo lưỡi dao, hiển nhiên đã là không còn hơi thở. Mà hình ảnh phía sau để cho bọn họ cả đời khó quên. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy, người chèo thuyền này thân thể chậm rãi trồi lên, nhưng là thân thể chỉ có nửa đoạn, bởi vì nửa thân dưới của hắn đã bị thi ba ba ăn không còn, mà hắn sợ dĩ thân thể nổi lên, đó là bị thi ba ba tranh nhau cắn, đẩy lên. Trời ạ, à, người này là chuyện gì xảy ra? thiên chân nhìn đến choáng váng mà ngay khi hắn đang nói chuyện thuyền phía trước cách đó không xa lại nổi lên một cái đầu lần này cho thiên chân dọa quá sức còn nữa ngô tam sinh đi qua kiểm tra chỉ thấy cái đầu này là phu xe mà hắn đồng dạng mặt không có huyết sắc dĩ nhiên treo chẳng qua hình như cũng không có xác ba bà đang ăn hắn hai người này đều đã chết chết như thế nào vậy trần tiêu hắn phan tử ở bên cạnh yên lặng đọc mà ngay sau khi hắn nói xong đầu trần tiêu ngay tại bên người phu xe chậm rãi hiện lên ngay thờ thoáng cái nhận ra trần tiêu cũng cho rằng hắn đã chết trực tiếp hô trần tiêu đầu người đi ra mau đem tử thi kéo lên nhặt xác cho hắn lời này nói xong không nghĩ tới trần tiêu đầu người nói chuyện thu thi thể em gái ngươi a à, lão tử còn chưa chết đâu kéo ta lên mùng một chút ta cũng đút xác ba ba rồi. PS. Độc giả đại nhân, thích thì bỏ chút hoa cùng phiếu đi. Chương 06. Huyền không quan tài thủy tinh tài, cầu hoa tươi bình. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mọi người nghe xong đều là lộ ra nụ cười, người một nhà không chết ai cũng cao hứng, lập tức nhanh đem Trần Tiêu kéo lên. Không nghĩ tới Trần Tiêu đi lên chuyện thứ nhất là đem bên cạnh phu xe lão đầu tử thi cũng sách lên, mọi người lúc này mới thấy rõ, này phu xe là bởi vì trên lưng bị đâm một đau chết. Tiểu ca thấy vậy, nhẹ giọng nói. Chuyện làm rất tốt. Những người khác cũng không rõ chuyện gì xảy ra, lập tức nhìn về phía Trần Tiêu, Trần Tiêu buông tay, nói đơn giản cho mọi người chuyện gì xảy ra. Thì ra ngay sau khi vào động, Trần Tiêu vẫn nhìn chầm chầm phu xe cùng phu thuyền, Tiểu ca cùng Trần Tiêu liếc mắt một cái đều có nhận thức chung. Chính là hai tên này nhất định phải bắt yêu cho nên chờ thanh âm quái dị kia vừa xuất hiện, Trần Tiêu liền không chuyển mắt nhìn hai người này, mà hai người này thừa dịp bóng tối, liền trực tiếp nhảy xuống nước. Trần Tiêu đè giọng cùng tiểu ca nói một câu. Ta theo sau. Lập tức cũng nhảy xuống nước, lèn lén đi theo phía sau hai người. Không thể không nói, thủy tính của Trần Tiêu thật không tồi. Một cái là đời trước bình thường liền yêu thích bơi lội, mà đời này thân thể điều kiện hiển nhiên là luyện qua, cho nên bơi lội trình độ tương đối khá hơn nữa ngô tam sinh bọn họ hoảng loạn thanh âm rất lớn thật là để phía trước hai hàng này không phát hiện trần tiêu ở phía sau mà hai người bọn họ hiển nhiên là lão luyện trực tiếp chạy về phía sau một cái sơn động dung nham thạch trụ nương theo bóng tối không ai có thể phát hiện bọn họ bọn họ kỳ thật chỉ chờ ngô tam sinh thiên chân bọn họ bị thi ba ba ăn hết sau đó bọn họ đi qua thu liễm tiền tài nhưng ngay khi bọn họ nhìn chăm chú tình huống phía trước, không nghĩ tới phía sau Trần Tiêu trực tiếp ở phía sau bọn họ nói một câu. Phía trước náo nhiệt có đẹp không? Lúc ấy trực tiếp cho hai người này liền bị dọa choáng váng, mà không đợi hai người quay đầu lại, Trần Tiêu ra tay quyết đoán, một đao cắt trách cổ người chèo thuyền, lại một đao trực tiếp đâm vào bên hông người lái xe. Phu xe tại chỗ liền hết giận, nhưng là phu thuyền cổ cái kia, có thể là không đủ sâu, cho nên phu xe ông cổ còn dãy dùa hai cái, Trần Tiêu vốn muốn giữ chặt, nhưng là vị này trực tiếp liền ngã xuống nước, sau đó máu cổ tương đối nhiều, hấp dẫn đại lượng thi ba ba. Lúc này mới có mọi người nhìn thấy hắn bị cắn thành một nửa thân thể. Mà Trần Tiêu vừa nhìn tình hình này, ngược lại cảm thấy hàng này có chút tác dụng, dù sao hấp dẫn đông đảo thi ba ba, vì thế mang theo phu xe thi thể lần nữa xuống nước, tiếp theo. Nổi lên. Mọi người nghe xong, đều dựng thẳng ngón tay cái lên. Thủ đoạn tàn nhẫn này của Trần Tiêu, cùng với khống chế sự vật, trong lòng bọn họ rất là bội phục. Ngô Tam sinh hướng về phía Trần Tiêu gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía tiểu ca. Người huynh đệ căm mang đến, quả nhiên đều rất đáng tin cậy. Phan tử cũng khen ngợi. Thật con mẹ nó hả giận, nhìn hai tên này biến thành như vậy, thật sự là đáng đời. Xem ra vị này đã hại chết không biết bao nhiêu người rồi. Thiên chân lại do dự nói, ngươi vì cái gì muốn mang theo này phu xe thi thể đi lên a? À? Thiên chân quả nhiên thông minh, thoáng cái bắt được trọng điểm, mọi người cũng tò mò nhìn về phía Trần Tiêu. Trần Tiêu trực tiếp hát một câu kinh kịch, sơn nhân tự có dịu dụng, tiếp theo cũng không giải thích nhiều, trực tiếp nói với mọi người, đi thôi, nghĩ biện pháp rời khỏi đây cũng không phải chuyện tốt. Mọi người vừa nghe, đều cảm thấy có đạo lý nhưng thoáng cái đã gặp khó khăn. xung quanh tối om om này đi như thế nào a? À? lúc này tiểu ca nói chuyện, hắn nắm lấy ba ba thi thể lúc trước bị hai ngón tay mình ném lên thuyền, sau đó đem ba ba thi thể này thả xuống đầu thuyền. nói ra có ý tứ, thì ba ba lúc trước tập kích người, bị hắn bắt như vậy, căn bản cũng không dám phản kháng. những người khác đều ngu ngốc. tiểu ca nói thẳng, vật này thả đầu thuyền mở đường chúng ta dọc theo con đường này tiếp tục đi về phía trước là được nếu chúng ta đi sai đường anh chàng này sẽ phát hiện ra cách xa bạn đồng hành của mình và đuôi sẽ gợi ý lời này nói xong mọi người mới thật sự chú ý cái đuôi ba ba vừa nhìn đại khuê trực tiếp kêu lên cái đuôi ba ba thi thể này là một cái chuông còn con mẹ nó là chuông đồng thau a ngô tam sinh càng cảm thấy hứng thú ngồi sổng xuống nhìn mà trên đuôi ba ba thi thể này thật sự treo chuông đồng thau kia đây là làm gì vậy? Ngô Tam Sinh tò mò. Tiểu ca không giải thích, Trần Tiêu nói thẳng. Phía dưới những thi ba ba này đều có như vậy chuông, chắc hẳn trước đó nghe được tinh tế vỡ vụn thanh âm chính là những này chuông thanh âm. Cái chuông này, hiển nhiên là bị người giả bộ. Để tôi đi, xem cái chuông này đã già chưa, chẳng lẽ con dế ba ba này cũng có tuổi rồi. Trần Tiêu vung tay lên. Đừng kéo, rời khỏi đây trước quan trọng hơn mọi người chợt cảm thấy có lý lập tức lấy ra xẻng công binh các loại chèo thuyền đi về phía trước đừng nói tiểu ca nói thật đúng là chính xác thuyền này chèo phía trước có rất nhiều ngã rẽ nhưng chỉ cần đi nhầm đường thì ba ba này sẽ vẫy đuôi chuông đồng liền vang lên mọi người tiếp theo một lần nữa tìm đường liền thật sự ở trên con đường chính xác mà dưới sự chỉ dẫn của ba ba thi thể này bọn họ thật sự cách cửa động càng ngày càng gần chẳng qua bọn họ trước khi rời khỏi cửa động đã đến một nơi mà nơi này được gọi là tích thi địa sở dĩ gọi là tích thi địa là bởi vì nơi này kỳ thật chính là nơi ăn cơm tập thể của ba ba thi thể bên này có một đống hài cốt người đều là ba ba thi thể ăn còn dư lại đường sông này rất dài có rất nhiều người chết ở trong sông đều bay vào đây cũng trở thành thức ăn cho ba ba xác chết đương nhiên những thi thể này cũng có phu xe cùng người chèo thuyền kia hai hàng cống hiến, hơn nữa còn không ít. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy rất là ghê tởm, có thể nói đến kỳ quái, vốn yêu thích tập kích người thi ba bầy, lúc này lại thật sự không muốn lại gần Trần Tiêu bọn họ. Phan Tử càng thêm bội phục tiểu ca, giờ ngón cái lên. Huynh đệ này thật lợi hại, chiêu thả ba ba xác này lên thuyền rất có tác dụng, ngay cả ba ba xác cũng không dám tới vốn lời nịnh hót này đối với người khác rất có tác dụng, thế nhưng tiểu ca lại khẽ lắc đầu, chỉ vào phía trên. Ta nghĩ, những con ba ba sát này không dám tới đây, không phải bởi vì con ba ba sát ở đầu thuyền này, mà là... Hai cổ quan tài thủy tinh treo lơ lửng trên đầu chúng ta. Mọi người nghe xong, trực tiếp ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện, một cái quan tài thủy tinh màu xanh nhạt, khảm ở giữa không trung vách động gần như thẳng đứng này, Bên trong tự hồ có một cổ nữ thi mặc quần áo màu trắng. Mà như vậy thủy tinh quan tài, tự hồ còn có một cái, nhưng cái này cổ quan tài là trống không, bên trong nữ thi mất tích rồi. Nhưng ngay khi mọi người buồn bực vì sao không có thi thể, Thiên Chân chỉ vào bãi đất bên trái, thanh âm đều có chút run rẩy. Thi thể đang đứng đó. Chương 7. Khôi bị Trần Tiêu dọa sợ, cầu hoa tươi bình bạn đang nghe tại truyện.audio. Mọi người quay đầu nhìn về hướng thiên chân chỉ, thật đúng là nhìn thấy một nữ nhân áo lông màu trắng đang đưa lưng về phía bọn họ, tóc dài màu đen vẫn phủ đến thắt lưng, nhìn kiểu dáng quần áo kia, tự hồ là cổ đại Tây Chu. Náo bánh chưng. Đại Khuê Hô sau một tiếng, trực tiếp bị dọa đến sùi bọt mép. Trần Tiêu ở ngay bên cạnh, cũng không đỡ hắn, nhìn hắn ngã xuống, kết quả vị này trực tiếp nằm bên cạnh thi thể phu xe phỏng chừng nếu đại khuê có ý thức, dương mắt nhìn một cái, mình cùng phu xe mặt đối mặt, phỏng chừng còn phải cổng qua. Trần Tiêu khẽ lắc đầu, trào phúng cười. Ngô Tam Sinh thấy vậy tức giận, thầm nghĩ thật không để mặt ta, đã như vậy ta đây liền bộc lộ tài năng đi, nghĩ xong trực tiếp hướng Phan Tử hô. Phan Tử, lấy móng lừa đen của ta ra, xem ta đối phó với cái bánh chân già này. Trần Tiêu nghe xong không cảm thấy hắn đề khí nhiều, ngược lại cảm thấy càng buồn cười, trong lòng tự nhủ ngươi đây là giả bộ hay là thật không hiểu a à? hắn đè ngô tam sinh lại nói móng lừa đen đó là đối phó cương thi thứ này nhìn từ đâu cũng không phải cương thi tiểu ca nghe xong gật đầu trong lòng đối với kiến thức của trần tiêu rất là tán thưởng lập tức cũng không nói nhảm trực tiếp rút ra hát kim cổ đao sau lưng sau đó dùng đao lấy máu tay trái của mình tay trái hắn vung lên máu trực tiếp vung về phía nữ quỷ kia mà ngay tại đây máu vung ra trong nháy mắt bọn họ rõ ràng nhìn thấy nữ quỷ này không ngờ quỳ xuống mà cái này còn chưa tính xong máu đến về sau thi thể này nếu trong nháy mắt tiêu tán tiếp theo lao lực nửa ngày khí lực cuối cùng lại ngưng kết thành một cái mơ hồ nữ quỷ hình tượng bây giờ mọi người tin con mẹ nó này tuyệt đối không phải cương thi đây chính là quỷ có ma rồi thiên chân trực tiếp hô trần tiêu che cái miệng ngây thơ lại đè giọng nói đừng lớn tiếng nói như vậy thứ này gọi là khôi kỳ thật chính là hồn phách của bạch y nữ bánh tông kia nàng không hại người chính là muốn mượn dương khí của chúng ta ra khỏi cái động này miệng em há to như vậy sợ anh ta không biết em là người cường tráng thiên chân nghe xong trực tiếp câm miệng trần tiêu thì ý bảo mọi người đều đừng nói chuyện đồ chơi này chỉ cần không dính thân thể chúng ta liền không có việc gì ra động là tốt rồi dính vào thân thể chúng ta chết là không chết được bệnh nặng một hồi khẳng định ngô tam sinh tán thưởng người anh em cậu biết nhiều thật trần tiêu đương nhiên hiểu biết nhiều một là bản thân hắn đã xem qua tiểu thuyết lại có chính là hắn kia quyển câu linh phá thi mật lục bên trong liền nhắc tới đồ chơi này hồn phách hồn linh đồ chơi này a à, nói chung không có thực thể mọi người nhìn không thấy nhưng khôi được luyện chế đặc biệt trong quan tài thủy tinh có bố trí đặc biệt có thể biến quỷ hồn thành cụ thể kỳ thật đồ chơi này rất biến thái phát minh thuật này chính là một vu thuật sư thời cổ đại mà động cơ phát minh ra đồ chơi này dĩ nhiên là để cho đế vương hiếu kỳ nhìn thấy bộ dáng quỷ hồn vì thế không biết đã chết bao nhiêu người a à? cho nên khôi phục này muốn mượn nhân khí xuất động cũng có thể hiểu được nhưng dù sao cũng sẽ hỏng thân thể người bởi vậy trần tiêu quyết định chỉ cần khôi phục này không tới vậy thì thôi chỉ cần tới đây nên việc còn phải diệt ngươi khôi vật này xoay quanh trên không trung nhìn xuống phía dưới dường như rất kiên kỵ kỳ, kỳ lân huyết của tiểu ca lúc trước nhưng có lẽ là quá muốn đi ra ngoài rốt cục hạ quyết tâm hướng về phía dưới đã tới mà hắn thật sự là không có mắt a à, chọn chính là trần tiêu có lẽ là trần tiêu ngoại trừ tiểu ca ra tướng mạo tốt nhất đi trần tiêu khẽ lắc đầu thầm nghĩ ngươi đây là muốn chết a à, chính mình đã từ ba lô phía sau lấy ra một cái bình thuốc nhỏ trong bình thuốc này chứa bột diệt linh đây là bí dược đặc biệt của câu thi pháp vương nhất mạch bí dược này là lấy cương thi bạo tẩu luyện chế bột mài chế thành căn cứ vào nguyên tắc hung đồ hung bí dược này đối phó với một hồn linh nhỏ yếu như khôi một diệt một chuẩn đem phấn vẩy qua so với tiểu ca kỳ lân huyết còn có tác dụng hơn nhưng ngay khi khôi phục này muốn tiếp cận trần tiêu mà Trần Tiêu muốn vẫy phấn, đột nhiên, khôi phục này tự hồ nhìn thẳng vào mặt Trần Tiêu một chút, ngay sau đó thân thể chẳng biết tại sao, cấp tốc bay trở về, tự như cảm thấy thứ gì đó khủng bố, vậy mà trở về trong quan tài thủy tinh của mình. Tất cả mọi người nhìn đến choáng váng, phan tử cả kinh cầm đều rớt xuống. Tiểu ca càng nghi hoặc nhìn Trần Tiêu, thầm nghĩ ngươi đây là động thủ đoạn gì? Kỳ thật nói như vậy đi, Trần Tiêu đều có chút há hốc mồm. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ thứ đồ chơi này cảm giác được sự tồn tại của diệt linh phấn trong tay ta? Không nên chứ, ta đây không phải còn chưa đổ sao? Hắn cũng khẽ lắc đầu, nhất thời cũng không hiểu tình huống. Ngô Tam Sinh thì là trực tiếp đi tới trần tiêu trước người, giờ ngón tay cái lên. Huynh đệ! Thật sự, cả đời ta chưa từng thấy qua người nào bị nữ quỷ dọa thành như vậy. Lúc trước ta còn cảm thấy ngươi cùng ách ba cùng một chỗ, là làm trợ thủ cho hắn, hiện tại vừa nhìn ngươi cũng là chủ lực thỏa đáng a à. nói đến đây ngô tam sinh bắt đầu biểu diễn thu nạp lòng người của hắn như vậy lần này giáp lạc ma chính thức tính một mình ngươi ngươi không cần cùng ách ba chia phần tiền kia của hắn chúng ta lần này được bảo bối có một cổ phần của ngươi trần tiêu trong lòng cười thầm ta con mẹ nó cũng không phải chưa xem qua tiểu thuyết lần này thất tinh lỗ vương cung căn bản chính là ngươi dẫn thiên chân nhập cục bảy đến cuối cùng cũng không có xuất ra cái gì thú vị ý đi ra ngoài có một cổ phỏng chừng cũng không có bao nhiêu tiền bất quá trong lòng hắn nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn giả bộ cao hứng dễ nói dễ nói mà mọi người nghe xong cũng cao hứng bởi vì không có khôi uy hiếp liền cười nói như vậy rời khỏi thủy động này mà bọn họ cười nói rời đi mà khôi phục này ở trong quan tài lại sợ đến phát trung. Tất cả mọi người không biết nàng sợ cái gì. Kỳ thật. Nàng sợ không phải diệt linh phấn, mà là nàng từ trong thân thể trần tiêu. Cảm giác được một cổ linh hồn cường đại gặp ma sát ma, gặp yêu trảm yêu. Mà linh hồn này liền trốn ở trong kho hệ thống của trần tiêu. Chờ đợi để được đánh thức. Chương 08 Luyện thi Tả thiên hộ hồn linh thân trên, cầu bạn đang nghe tại truyện chấm audio sau khi ra khỏi thủy động cảnh sát thật là làm cho mọi người lâm vào mê mẩn bởi vì ngày càng hoàng hôn ở trên thuyền nhìn trời chiều thậm chí có như vậy một tia có chút thích ý mà những thứ thích ý này hiển nhiên không hợp với hung hiểm trong động lúc trước mà càng không phù hợp hiển nhiên là tiếng kêu thảm thiết giống như vết heo của đại khuê bởi vì hắn tỉnh kết quả sau khi tỉnh lại liền nhìn thấy khuôn mặt phu xe trước mặt còn con mẹ nó chết không nhắm mắt nhìn hắn bóng ma trong lòng đại khuê lớn vô hạn a à. mà tiếng kêu sợ hãi này cũng làm cho mọi người hiểu được bọn họ lần này đi ra không phải ngắm phong cảnh mà là trộm mộ hơn nữa cũng hiểu trên thuyền này còn có một thi thể ngô tam sinh nhíu mày nói với trần tiêu trần tiêu huynh đệ kỳ thật vừa rồi ta đã muốn nói chúng ta mang theo thi thể này không tiện lắm kỳ thật vừa rồi trong động nước liền ném xuống hủy thi diệt tích là được rồi lát nữa lên bờ bị người ta nhìn thấy mang xác dễ chọc vào quan gia trần tiêu thầm nói cổ thi thể này quả thật không thể động đậy bởi vì hắn có tác dụng lớn nhưng ngô tam sinh nói cũng rất có đạo lý một khi lên bờ không chừng sẽ có người qua đường thôn dân các loại anh mang theo một cái xác vậy không phải là tìm việc cho mình sao trần tiêu lập tức hạ quyết tâm xem ra việc luyện thi này phải mau chóng hắn lập tức nói cho mọi người tận lực đem thuyền hướng phương hướng hẻo lánh chèo chính mình đi xuống phải xử lý thi thể thuyền không bao lâu đã cập bờ là một khu rừng hẻo lánh sau khi mọi người lên bờ trần tiêu liền đem thi thể phu xe đặt trên mặt đất ngay sau đó ở một bên tìm kiếm đồ vật trong cặp sách của mình những người khác rất ăn ý đều chuẩn bị đào hố đất bên cạnh Trần Tiêu xoay người vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người. Các ngươi làm gì vậy? Phan tử rất trực tiếp. Không phải anh muốn đào hầm chôn anh ta sao? Loại hàng thiếu chết này không tróc thịt hắn đã không tệ rồi, ta còn chôn hắn. Vậy ngươi làm gì vậy? Thiên chân rất là khó hiểu. Trần Tiêu biết, xem ra có một số việc là để cho bọn họ kiến thức, dù sao phía sau còn có hành trình rất dài, muốn giấu giếm là giấu không được. Trần Tiêu cầm đồ vật, đi tới trước thi thể, cũng không nhìn mọi người, chỉ nhìn thi thể, nói ra. Trước đây chưa từng giới thiệu bản thân tốt. Như vậy đi, nhân cơ hội này, cho các ngươi hiểu rõ một chút về ta đi. Ta thì sao, xem như là một đạo mộ thế gia, tổ truyền xuống rất nhiều thủ pháp phá thi luyện thi. Lần này có cái này lãng hóa đưa tới cửa, ta đây liền lấy hắn thi thể luyện thi, luyện thành một cổ nghe theo lời ta cương thi. Cương thi này nhưng là một chiến lược rất trọng yếu a à. cái gì ngoài trừ tiểu ca ra những người khác không ai không hô lên thành tiếng cái này cũng không ai nói tốt nhất khiêm tốn một chút đừng để cho người khác phát hiện cũng không trách bọn họ trần tiêu nói quá không thể tưởng tượng nổi thật hay giả a à, thiên chân thập phần hoài nghi ngô tam sinh thì chậm rãi đến gần trần tiêu nhìn qua nhìn lại thi thể sau đó ngó ngó trần tiêu hỏi chẳng lẽ ngươi là hậu nhân của người giác sát tương tây loại thủ đoạn này ta ngược lại biết miêu cương cùng tương tây có nhưng ta thấy ngươi không giống người bên kia a à? lời này nói xong trần tiêu ngược lại trong lòng hơi trì trệ kỳ thật trong lòng hắn vẫn có một nghi vấn đó chính là ngô tam sinh này rốt cuộc có biết chuyện trộm mộ tứ đại thị tộc hay không anh ta không chắc bởi vì trộm mộ tứ đại thị tộc đó là hệ thống quỷ đăng nhưng ở thế giới này đã có ngô tam sinh cũng có thể nói là giải liên hoàn, bởi vì hai vị lão này trao đổi thân phận, bọn họ loại chính môn lão bản này, hẳn là biết một ít. Nhưng hiện tại Ngô Tam Sinh như vậy, thật tự hồ không phải giả bộ, giống như đối với chuyện câu linh phá thi này tuyệt không biết. Trần Tiêu Tâm nói không biết vậy thì càng không thể nói thân phận của mình, lập tức nói. Không phải người đuổi sát tương Tây, ta cũng không có huyết thống miêu cương. Gia truyền mà thôi, tổ tiên thích nghiên cứu cái này. Nói xong, hắn cũng không chuẩn bị giải thích quá nhiều, chỉ là ý bảo mọi người né tránh, mà chính mình ngồi sổng xuống, nắm lấy miệng tử thi, trực tiếp hướng trong miệng hắn rót một bình nhỏ loại kia hiệu quả nhanh cứu tâm hoàng lớn nhỏ dầu. Tất cả mọi người không rõ đây là làm gì, nhưng ngay tại rót xuống bình dầu này về sau, tất cả mọi người nhìn đến choáng váng. Bởi vì thi thể này lại động đậy. Thi thể này trên mặt đất, vẫn không ngừng lật, sau đó khớp xương đứng thẳng bạn đã xem bu sang chưa? chính là cảm giác đó mà theo thi thể này không ngừng giẫy dụa, ngay sau đó một cái động thân, không ngờ lại đứng lên. đại khuê bị dọa đặt mông ngã trên mặt đất, bởi vì này phu xe lúc trước chết thấu, nhưng bây giờ giống như chết tiệt sống lại. phan tử trong miệng thì thầm, biết là trần tiêu làm, nhưng không biết như thế nào, tay mình đã đi sau lưng lấy móng lừa đen. Trần Tiêu lại ý bảo mọi người không nên sợ hãi, mà thi thể này từ sau khi đứng lên, cũng căn bản không đi động, cứ như vậy đứng, con ngươi mở to, nhưng tất cả đều là nhãn cầu trắng. Không có việc gì, hiện tại đồ chơi này chính là một cổ trạm thi, không có bất kỳ uy hiếp nào. Mọi người nghe xong, lúc này mới yên tâm, Ngô Tam Sinh lập tức hỏi. Ngươi vừa rồi cho hắn uống cái gì nha? Như thế nào thoáng cái? Liền thành như vậy trần tiêu thần bí cười bí dược thật đúng là bí dược chỉ bất quá bí dược này kỳ thật là một loại dầu thi trong cửa ngầm có không ít thi dầu như vậy kỳ thật đều là tổ tiên bọn họ lưu lại trong câu linh phá thi mật lục có phương pháp luyện chế dầu thi này nhưng trần tiêu làm sao có thời gian luyện chế cho nên trực tiếp lấy chủ nghĩa là được dù sao lượng cũng không ít mà loại này thi dầu tên gọi hồi thi dầu đồ chơi này cho thi thể uống vào, thi thể liền có thể lập tức khôi phục khi còn sống tư thái. Câu thi pháp vương gọi đây là thi pháp, nhưng từ khoa học hiện đại mà xem, cũng có thể nói thông suốt. Chính là loại này thi dầu có thể một lần nữa hoạt hóa thi thể trạng thái thân thể, kích thích hắn một lần nữa hoạt động đứng thẳng. Nhưng mặc kệ cách nói nào đi, tối thiểu thi thể lại có thể hoạt động, chẳng qua hiện tại cổ thi thể này ba hồn sáu phách hoàn toàn không có, cho nên nếu muốn cho hắn nghe theo chính mình, hành động, phải dùng cái khác hồn linh chiếm cứ cổ thi thể này. Mà vừa vặn, Trần Tiêu liền có một cái thích hợp nhất hoàn chỉnh hồn linh. Chỉ thấy Trần Tiêu giờ phút này từ trong ba lô móc ra ba cây hương, sau khi đốt, thuốc lá lượn lờ, mà Trần Tiêu tay trái vừa nhất, không biết như thế nào, tất cả thuốc lá này liền hoàn toàn cuốn quanh tay hắn, cuối cùng dĩ nhiên ở trên bàn tay hắn, hình thành một quả cầu thuốc lá vận quanh. Mà lúc này, Trần Tiêu mở ra hệ thống kho, đem tả thiên hộ hồn linh điều ra ngay sau đó vận dụng lực lượng vậy mà đem tả thiên hộ hồn linh dùng khói dẫn tới này yên cầu bên trong sau đó trực tiếp một câu đi thôi nói xong đem quả cầu thuốc lá hướng phu xe thi thể trên mặt ném một cái thuốc lá lập tức toàn bộ phiêu tán mà ngay tại thuốc lá phiêu tán trong nháy mắt này xa phu trong mắt bạch nhãn cầu bắt đầu chậm rãi xuất hiện biến hóa vậy mà hiện ra màu đen nhãn cầu mà một giây sau thi thể này vậy mà nói chuyện đây là đâu sao tôi lại ở đây chương không chín tiểu ca cùng tả thiên hộ sao chiêu cầu hoa tươi bạn đang nghe tại truyện chấm audio nói chuyện ta đi thiên chân mất bình tĩnh chỉ vào thi thể này liền hô tiểu ca vẫn nhìn chầm chằm tình huống hắn kiến thức rộng rãi nhưng cho dù như thế nhìn thấy tình hình như vậy trong lòng cũng rung động không thôi Hắn như thế, người khác thì như thế nào? Tất cả mọi người bất giác lui một bước. Mà lại nhìn thi thể phu xe này, dùng mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người, tiếp theo giơ tay lên nhìn thân thể của mình. Đây không phải là thân thể của ta. Những người phía trước ăn mặc lại rất quái lạ. Ta nhớ rõ, ta giống như lúc trước việc yêu bị giết A, à, như thế nào? Giống như sống lại rồi. kỳ thực hiện tại thi thể này, dĩ nhiên là tả thiên hộ, cho nên mình ở đó thì thầm không hết rất hiển nhiên không rõ tình huống đại khuê lúc này miệng thiếu nợ nói một câu trần tiêu huynh đệ cương thi này hiện tại biết nói sẽ không công kích người chứ tả thiên hộ sửng sốt cương thi nào có cương thi mọi người há hốc mồm đồng thời chỉ hắn ngươi không phải sao trần tiêu trực tiếp đứng trước người tả thiên hộ ngươi cảm thụ thân thể của mình sẽ hiểu tả thiên hộ nghe xong sửng sốt lập tức cảm thụ một chút lần này ánh mắt trực tiếp tức đến đỏ bừng quát ta như thế nào thành cương thi trần tiêu quát to căm miệng nói xong trần tiêu vận dụng hệ thống trực tiếp đem tả thiên hộ hồn linh làm khống chế lập tức thi thể này lại biến thành trạng thái đứng thi thể lúc trước phía sau ngây thơ gì gì đó đều nhìn ngay người mà đây chính là thủ đoạn trần tiêu đối phó với hồn linh của tả thiên hộ mà hiện tại tả thiên hộ hồn linh một lần nữa trở lại trong hệ thống mà trần tiêu ý thức cũng đồng dạng tiến vào trong hệ thống giờ phút này ý thức của hai người bị vây trong một không gian hư không hình thành thực thể tả thiên hộ giờ phút này nhìn thân thể gần như hư hóa của mình ngạc nhiên nói ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trần tiêu thản nhiên cười Ngươi lúc trước không nói sao, ngươi lúc trước chết rồi. Kỳ thật ngươi hiện tại chính là một cái hồn linh trạng thái, mà ta, chính là có thể khống chế hồn linh của ngươi người. Ta lúc trước chẳng qua là để cho ngươi hồn linh nhập vào trên thi thể. Thế nào? Còn không hài lòng cảm giác sống lại lần nữa. Tả thiên hộ lúc này tự hồ có chút hiểu rõ. Ngươi có yêu pháp? Trần tiêu im lặng, che mặt. Đừng gọi là yêu pháp được không? Ngươi gọi hắn pháp thuật đều đúng với ta. Tả thiên hộ lập tức nói. Vậy ngươi nói, ngươi muốn ta làm gì? Rất đơn giản, ta đem hồn ngươi bám vào thi thể kia, ngươi nghe lời đi theo chúng ta làm việc là được rồi. Tả thiên hộ nghe xong cười ha ha. Đừng mơ tưởng. Tả thiên hộ ta làm sao có thể tùy ý cho người sai khiến. Trần Tiêu không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt cười, mà cười như vậy tả thiên hộ hồn linh liền tự hồ cảm thấy vô tận uy áp, tiếp theo dĩ nhiên một chân quỳ xuống. Chuyện này. Chuyện gì xảy ra? Tả thiên hộ buồn bực. Mà Trần Tiêu không nói gì, chỉ là nhìn hắn, kỳ thật đây chính là thủ đoạn của hắn, đối với hắn mà nói, hắn thậm chí có thể trực tiếp vận dụng lực lượng hệ thống, khống chế hành vi của hồn linh. Nhưng là Trần Tiêu cũng không muốn như vậy, nguyên nhân là những hồn linh này đều là khi còn sống cường giả, bọn họ sở dĩ mạnh phần lớn trình độ đó là bởi vì bản thân bọn họ ý thức liền cường hãn cũng tỉ như tả thiên hộ cuối cùng khi diệt yêu một cánh tay bị gãy nhưng lại càng dết càng dũng đây chính là tính cường hãn của ý thức tạo thành mà một khi trần tiêu khống chế ý thức đây chẳng phải là làm cho thực lực giảm mạnh sao bởi vậy trần tiêu cũng không muốn vận dụng thủ đoạn như vậy đó là hạ sách nhất cho nên giờ phút này trần tiêu thu khống chế tả thiên hộ bởi vậy có thể giảm bớt ngươi làm cái gì tả thiên hộ hỏi anh chỉ muốn nói cho em biết anh có thể khống chế em nhưng anh không muốn tại sao bởi vì ta biết chuyện của ngươi ngươi khi còn sống cường hãn cỡ nào trảm yêu trừ ma chi tâm mãnh liệt cỡ nào nếu ta khống chế ngươi chẳng phải là làm cho ngươi mất đi sau đó trảm yêu trừ ma khoái cảm tả thiên hộ nghe xong bốn chữ trảm yêu trừ ma ánh mắt lập tức sáng lên ngươi nói cái gì chúng ta muốn đi trảm yêu trừ ma sao trần tiêu gật gật đầu trong lòng nói mắt câu đúng trảm yêu trừ ma nói như vậy đi ta giới thiệu chính mình tại hạ là câu thi pháp vương hậu nhân tổ tiên thường xuyên làm chính là trấn áp thi hoạn diệt trừ yêu nghiệt hành vi lần này chúng ta đi đến nơi bên trong có rất nhiều yêu hoạn cho nên mới muốn mượn lực lượng của ngươi bình định đám nghiệt súc này thế nào? Đi theo chúng ta một phen. Tả thiên hộ nghe xong, lập tức hăng hái bừng bừng, hắn khi còn sống sẽ thề sống chết diệt lại yêu nghiệt, lần này có cơ hội sống lại lần nữa giết yêu, làm sao có thể không có hứng thú, vì vậy suy nghĩ một chút. Tốt. Nếu quả thật là như vậy có yêu nghiệt có thể trừ, ta đây liền đi theo bên cạnh ngươi. Trần Tiêu nghe xong, trong lòng cao hứng, lập tức đem hai người ý thức một lần nữa gọi về thân thể của mình kỳ thật giữa bọn họ tự hồ là nói chuyện rất lâu nhưng đó là ở trong hệ thống mà trong hiện thực chỉ là một chuyện trong nháy mắt giờ phút này hai người khôi phục ý thức những người khác còn không biết chuyện gì xảy ra mà tả thiên hộ đã không hề ồn ào chỉ là qua lại nhìn thân thể của mình oán giận thân thể này thật yếu a à. trần tiêu cũng không nói gì thầm nghĩ hiện tại có thể có đã là không tệ rồi còn mẹ nó chọn ba lấy bốn được rồi được rồi trở về sẽ tìm cho em một người thích hợp. Hai vị này, từ trước kia kia dương cung bạc kiếm trạng thái, đến bây giờ vậy mà còn có thể thuận lợi nói chuyện phím, cái này chuyển biến to lớn, nhưng thật khiếp sợ mọi người. Tiểu ca trực tiếp đi tới bên người Trần Tiêu, đè giọng nói. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thủ đoạn luyện thi. Trần Tiêu mất hứng. Ngươi cho rằng ta lừa ngươi sao? Mà tiểu ca vừa tới gần, tả thiên hộ cũng nhìn về phía này, vừa nhìn, liền thấy được thanh hắc kim cổ đao phía sau tiểu ca mắt tả thiên hộ sáng rực lập tức nhớ thương động thủ lấy hảo đao a à, cho ta dùng đi trừ ma dùng đến nói xong trực tiếp bắt đầu nhưng tiểu ca làm sao có thể cho chính mình đưa tay ngăn cản lại thật sự ngăn cản tay tả thiên hộ tả thiên hộ ta một tiếng không ngờ còn có cao thủ không qua so chiêu vì võ si này lại muốn cùng tiểu ca luyện tập trần tiêu trực tiếp chắn ở tả thiên hộ trước người quá muội ngươi cái chiêu a à, đi thôi chúng ta còn phải trảm yêu trừ ma đi cần vũ khí phải không quay lại đây tôi sẽ tìm cách làm cho anh nguyên vẹn bất quá trước khi cho ngươi chỉnh lại ai có quần áo giàu có mặc vào cho hắn vị này phía sau lưng trước bị ta đâm một đao trên lưng có cái lỗ thủng các ngươi cũng không thể để cho hắn như vậy đi ra ngoài cùng ta dừng chân a à. chương 10 nổ ve trong nhọng côn trùng cầu hoa tươi phiếu đánh giá bạn đang nghe tại truyện chấm audio kỳ thật lộ trình tiếp theo là làm cho người ta đau đầu nhất bởi vì nguyên bản tưởng tượng lộ tuyến lên núi tiếp theo cũng là có người dẫn đường chẳng qua lúc trước tìm cái kia dẫn đường hiện tại mặt lý ninh vệ y đi theo trần tiêu phía sau nhìn chung quanh mới mẻ thế giới đúng vậy lúc trước muốn dùng người dẫn đường kia là phu xe kết quả hiện tại thành thân thể tả thiên hộ bởi vậy lộ trình tiếp theo của mọi người rất là gian nan bởi vì không có người dẫn đường thật sự là sẽ đi đường mù sau khi bọn họ cập bờ đó là hoàng hôn kết quả mình lên núi xuống núi tìm loạn lập tức trời liền tối kỳ thật bọn họ ăn uống đều có nhưng là loại này loạn tìm đường trạng thái thật để cho bọn họ thể xác và tinh thần mỏi mệt bọn họ hiện tại muốn tìm nhất địa phương chính là một cái có thể đặt chân thôn trang các loại có thể là bọn họ vận khí không tệ đi Rốt cục tại 8 giờ tối hơn thời điểm, rốt cục nhìn thấy một cái chính thức đường núi, mà dọc theo đường núi này đi xuống, bọn họ nhìn thấy một cái trong núi khách sạn nhỏ. Trong núi khách sạn, nói như vậy ngoại trừ ăn cơm, cũng có đơn giản phòng khách, cho nên những người này nhìn thấy này, nhất thời cảm thấy hưng phấn vô cùng, trực tiếp chạy vào bên trong. Mà sau khi đi vào phát hiện, trong tiệm này người thật đúng là không ít. Quán này ăn cơm địa phương đều ở trong viện, bày lên như vậy mấy cái bàn, mà hôm nay mấy cái bàn khác cũng đều có người đang ăn cơm uống rượu. Thấy Ngô Tam Sinh bọn họ đến, bà chủ trực tiếp đi ra, chào hỏi mọi người. Bà chủ là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, vừa nhìn đã biết là loại phụ nữ trong núi, nhìn thấy khách nhân vẻ mặt tươi cười, dẫn mọi người tới một bàn lớn. Ngô Tam Sinh nhìn chung quanh, cười nói: "Làm ăn không tệ a." À? Bà chủ cười nói: "Người trong thôn chăm sóc mấy ngày gần đây người lên núi xuống núi bán hàng không ít cho nên nhiều người hơn nàng nói đơn giản vài câu lập tức bắt đầu gọi món ăn cho mọi người trần tiêu chỉ một ngón tay không nói gì nhưng lại hơi nhìn bà chủ này vài lần tiếp theo thản nhiên một câu trong tiệm này chỉ có một mình cô à bà chủ cười còn có người của tôi ở bên trong nấu cơm cửa hàng nhỏ này hai chúng tôi cũng đối phó được à làm tiệm này có lớn tuổi không Nhìn ngài nói kìa. Làm 10 năm rồi, không có mấy năm nay nào có nhiều khách quen như vậy. Nói xong, chỉ chỉ những khách nhân xung quanh. "Ô, những người này đều là thôn dân chung quanh." "Đó là tự nhiên." Bà chủ cười nói. Trần Tiêu không nói thêm nữa, chỉ thúc giục mau chóng mang thức ăn lên, mình đói bụng. Đợi đến khi bà chủ xoay người rời đi, Trần Tiêu cùng Tiểu Ca nhìn nhau, Tiểu Ca cũng khẽ gật đầu không nói. Hai người tâm linh tương thông, cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng chờ mang thức ăn lên. Một lát sau, đồ ăn rất nhiều liền mang lên, còn cầm rất nhiều bia. Mọi người vừa thấy rượu và thức ăn đi lên, liền thật sự nhịn không được, trực tiếp dơ bia lên liền khô. Trần Tiêu cũng đơn giản uống mấy chén, về phần tả thiên hộ bên cạnh hắn, thì im lặng không nói gì, cứ như vậy nhìn đồ ăn trước mắt. Kỳ thật vị này từ khi đi theo Trần Tiêu bọn họ đến đây, giống đại khuê phan tử gì gì đó liền tự nhiên rời xa hắn dù sao lúc trước là người chết bọn họ đều cảm thấy rất xui xẻo có chút trốn tránh nhưng bây giờ mọi người phát hiện vị này chỉ nhìn thức ăn không động đũa ngô tam sinh liền hỏi trần tiêu anh ấy không ăn cơm sao trần tiêu cảm giác vấn đề rất buồn cười đè giọng nói hắn hiện tại chính là cái thi thể ăn cơm gì a à? và từ gốc trễ anh ta là một thây ma vì vậy thức ăn anh ta thích là máu đại khuê cũng ở bên cạnh vừa nghe người này cả người căng thẳng trốn sang một bên trần tiêu thì ý bảo mọi người đừng sợ hãi lập tức từ trong túi lấy ra một viên thuốc đen tuyền đặt tới trước người tả thiên hộ tả thiên hộ nhìn thoáng qua đột nhiên thèm ăn trực tiếp ăn hết viên thuốc sau khi ăn xong trạng thái lại khá hơn một chút trần tiêu nói với những người khác ta đây có chuyên môn cho luyện thi uống thuốc, là chuyên môn phòng ngừa thi thể thối rửa, các ngươi không phát hiện hiện tại vị này trên người không có mùi hôi thối sao. Thứ này tương đương với cơm của hắn. Vừa nói như vậy, mọi người thật đúng là vừa mới phát hiện, cái này tả thiên hộ trên người ngoại trừ sắc mặt trắng bệt một ít, những thứ khác đều cùng thường nhân kém không nhiều lắm, hơn nữa trên người cũng không có loại kia tử thi hư thối khí tức. Và đó là cách viên thuốc này hoạt động mà ngay tại mọi người tiếp tục ăn uống đồng thời bên trong bà chủ lại bưng ra một món ăn đến mà món ăn này đặt ở trên bàn ngô tam sinh nói thẳng nổ ve nhộng đúng vậy chính là một con nhộng nổ ve thiên chân thấy vậy liên tục lắc đầu hắn là người bên trường sa hồ nam không có hứng thú với nhộng ve ngô tam sinh cười nói sơn đông bên này cũng ăn nhộng ve à ta nhớ đông bắc bên kia ăn nhiều lắm bà chủ cười nói xem ngài nói cũng ăn hơn nữa đây còn là chúng ta cái này một món ăn đặc sắc mùi nhộng ve của chúng ta không giống với những nơi khác thơm hơn một chút đại khuê nghe xong hứng thú trực tiếp nhớ thương bỏ vào trong miệng mà lúc này trần tiêu giữ chặt tay đại khuê mắng chửi ai ta nói sao ngươi không kính già yêu trẻ như vậy có đồ ăn ngon chúng ta có một người lớn tuổi phải lớn tuổi ăn trước nói xong trực tiếp đem con nhộng mà đại khuê muốn gấp đặt trước mặt tả thiên hộ. Tả thiên hộ hiện tại thân thể là người đánh xe, người đánh xe này là thân thể hơn 60 tuổi, cho nên nhìn thật là một ông lão. Nhưng tả thiên hộ lúc này vẻ mặt mơ hồ. Cái này là sao? Tôi không ăn được. Mà Trần Tiêu thì chỉ xung quanh, hỏi bà chủ. Ai, cô đã nói kén chiên này là món ăn đặc sắc, nhưng tôi thấy mấy bàn khác đều không có món này bà chủ trả lời. Món này đắt, người bản địa đều ăn không nổi. Trần Tiêu lại chỉ chỉ tả thiên hộ bên cạnh. Vị kia ngươi thật không biết. Bà chủ lắc đầu. Không biết. Vừa nhìn đã biết đây là trưởng giả, thân phận rất tôn quý. Trần Tiêu nghe xong cùng tiểu ca nhìn nhau một cái, hai người lần lượt hiểu ý, Trần Tiêu đối với tả thiên hộ khoát tay. Đến đây đi, trưởng giả, ăn đi tả thiên hộ cái này không được tự nhiên à nhưng là hắn nghe trần tiêu nói như vậy nhất định có duyên cớ ngay sau đó trực tiếp giơ tay lên đem ve nhộng ăn vào nhưng là ngay tại hắn ăn xong vài giây sau hắn liền không ngừng buồn nôn sôi trào ngay sau đó âu một tiếng trực tiếp đem thứ gì phun ra mà sau khi mọi người nhìn về phía hắn phun ra thứ gì đó đồng thời cả kinh đứng lên bởi vì hắn phun ngoại trừ vỏ ngoài màu vàng của nhộng ve kia bên trong còn có một con sâu to bằng móng tay màu trắng ngà